Chóp là tự đã lên, còn đây đặc sản ở phía trên Pusai Lê Leng ấy là có một loài hoa mà thực quên sự là cây hoa mà là cây bí đó. Đây là hoa đậu kia. Tuyệt vời. Thôi chắc không đắng. Mình chứng đậm chất Việt Nam. Ba tuyến đi xe, cả đi xe cả bốc bồ, chưa mày đến được nào. À, vẫn nửa ngoài nặng rồi anh. Oh. Một bên rồi. Việt Nam. Này, chuẩn bị cơm trưa. Anh Trung chỉ đạo món bánh chưng nướng. Hai anh kia thì có món thịt rừng nướng. Có thêm món thịt chuột ở đồn đưa lên. Hầu chớ. Hầu chớ người chí, người mống hả? Em lên đỉnh. Anh Huy, anh Mạnh. À, đằng đằng hay mật gậu phu trái cùng mật gậu làm phu trái rút mẹ lại tìm kẹo thì cầm phải không thôi mày thế ta mà đi ăn xẻ vẫn ngon hơn chứ. À, đi đi đông chị Trung. Đỗ Quyên, Phu Sai Lê Leng nha anh em.
một rừng đậu quyên. Đây đây là hoa đậu quyên. Tuyệt vời.